Đà Lạt, Lâm Đồng được bạn bè trong nước và quốc tế biết đến với những thế mạnh phát triển du lịch cũng như các thương hiệu nông sản nổi tiếng. Ngoài những lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi để có được những điểm thu hút du khách gần xa, thì công tác quảng bá hình ảnh, cung cấp các thông tin tiện ích, các sản phẩm dịch vụ uy tín cũng luôn được chú trọng. Và trong thời đại công nghệ thông tin chiếm ưu thế như hiện nay, thì việc quảng bá qua môi trường Internet đang là xu hướng được phát triển mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Để kết nối và tìm hiểu các thông tin về các khu nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giải trí, tập tục văn hóa và các dịch vụ tiện ích khác của địa điểm du khách cần đến, có lẽ không có phương tiện nào nhanh nhạy, tiện lợi bằng qua một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính có kết nối Internet. Như vậy, mọi thông tin đã có thể được cập nhật đối với mỗi du khách cách xa cả vòng trái đất. Khi có ý định đến với Đà Lạt, Lâm Đồng của Việt Nam, tôi đã tìm hiểu thông tin trước qua mạng Internet, nên đến đây tôi đã dễ dàng tìm được phòng và tìm được các khu điểm du lịch phù hợp. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Đà Lạt có những trang thông tin điện tử cung cấp các thông tin thương mại, du lịch như Đà Lạt City, Đà Lạt Hotel, rao vặt Đà Lạt.vn, Couchsurfing, v.v. được khách nước ngoài lựa chọn để tìm hiểu rõ về địa điểm mình muốn đến. Cũng qua đây, người dân và du khách cũng thực hiện thành công được các giao dịch mua bán một cách đa dạng. Được thành lập năm 2008 thông qua sự cấp phép của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công Thương. Hiện nay, website Rao Vặt Đà Lạt đã có hơn 320.000 thành viên tin tưởng tham gia quảng cáo, mua bán, giao dịch online hàng ngày. Đà Lạt là một thành phố về du lịch, vì thế khách du lịch khi đến với Đà Lạt, thông qua website raovatdalat.vn, mọi người có thể tìm thấy những thông tin, địa điểm, hình ảnh, du lịch, nghỉ dưỡng, những sản phẩm nổi tiếng về thành phố Đà Lạt và con người Đà Lạt, Lâm Đồng. Thông qua trang thông tin điện tử, du khách và người dân có thể tiếp cận được với nhiều thông tin hữu ích và đây cũng là cách quảng bá thương hiệu nhanh chóng mà không tốn quá nhiều chi phí như việc mua bán nông sản, sử dụng điện thoại hoặc cả tìm kiếm việc làm v.v. Tuy nhiên, hình thức giao dịch qua mạng Internet này cũng tồn tại nhiều hạn chế như thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng về chất lượng dịch vụ. Hiểu được vấn đề này, nhiều đơn vị uy tín hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá thương mại, du lịch điện tử đã có những chiến lược kinh doanh và đặc biệt chú trọng đến tính xác thực của thông tin được đăng tải trên các trang tin do đơn vị mình quản lý. Đối với những cái hệ thống mà chúng tôi đang phục vụ, chúng tôi có sự liên kết xác thực giữa ba bên, là thứ nhất là bên đơn vị cung cấp nội dung, ví dụ như là đối với hệ thống khách sạn thì đó là những chủ khách sạn, nhà hàng. Rồi thứ hai là bên đơn vị chịu trách nhiệm xuất xuất bản những cái nội dung đó, thì ví dụ như cái đơn vị trung gian là bên công ty chúng tôi thì sẽ chịu trách nhiệm xác thực các cái thông tin đó trước khi xuất bản và đưa lên đưa lên về trên mạng Internet. Và ngoài ra thì đối với cái hệ thống hiện tại chúng tôi sẽ nâng cấp và áp dụng để có một cái hệ thống giao diện thân thiện với mobile hiện tại. Tại thời điểm này thì rất nhiều người đã quan tâm tới trang web của chúng tôi mua bán quảng cáo. Tuy nhiên, với cái sự phát triển bùng nổ như vậy thì bất kể ai cũng có thể truy cập và quảng cáo hình ảnh như cũng như sản phẩm của họ thì chúng tôi đã cũng khó quản lý được. Để quản lý một cái người dân, một thành viên khi quảng cáo sản phẩm cũng như hình ảnh của đơn vị lên lên truyền thông thì bên công ty chúng tôi đã có những cái anh em đã quản lý từng chuyên mục như vậy. Thực tế thì không có khó khăn nhưng mà chúng tôi sẽ siết chặt hơn về cái vấn đề cung cấp nội dung thông tin của các đơn vị cá nhân. Cái việc chúng ta sử dụng những cái kênh thông tin để truyền tải đến người du khách biết đến cái điểm đến của chúng ta là một cái rất hiệu quả và hiện nay đang triển khai triệt để những cái kênh thông tin này. Trong cái thời gian tới thì ngay trung tâm chúng tôi cũng đã hình thành chuẩn bị thành lập một cái tổ để và mở một cái Facebook riêng của trung tâm, mặc dù nó là mạng xã hội nhưng có sự kiểm soát hết sức chặt chẽ để quảng bá không chỉ cho du lịch mà quảng bá cả về đầu tư, giới thiệu về các chính sách dự án thu hút đầu tư, giới thiệu về các cái sản phẩm về thương mại và các cái sản phẩm dịch vụ khác. Những cái gì điểm mới, những cái gì điểm mạnh, những cái gì môi trường kinh doanh tốt thì chúng ta nên quảng bá.
Còn những vấn đề gì hạn chế, chúng ta cũng thừa nhận và chúng ta cũng có cái cách để giải thích và rút nghiệm trong những thời gian tới. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kiểm chứng và quản lý hoạt động quảng bá thông tin trên các trang tin điện tử từ phía các đơn vị chủ quản và ngành chức năng, thiết nghĩ mỗi cá nhân chúng ta khi tìm kiếm bất kỳ thông tin nào từ nguồn Internet vốn rất phong phú đa dạng, cũng cần biết chọn lọc và phân tích thông tin. Trước hết, nên tìm đến cuối trang để biết về địa chỉ cũng như giấy phép hoạt động và các thông tin liên quan. Biết được tính xác thực của thông tin và độ tin cậy của những trang điện tử mà chúng ta đang khai thác, từ đó phục vụ cho những mục đích công việc của mình một cách hiệu quả nhất. Khi bước vào lớp học này, cứ ngỡ là một tiết học về âm